Sau khi xem hết video, bạn sẽ thấy vẽ không hề khó. Rồi, bố bé Kem và bé Kem xin chào các bạn. Hôm nay bố sẽ hướng dẫn bé Kem vẽ một con cua nhá. À, chúng ta chuẩn bị nhá. Đây. Con cua thì bạn Kem nhìn đây. Chúng ta vẽ con cua, chúng ta sẽ vẽ hai cái mắt trước này, có nhìn này. Một mắt này, hai mắt này. Ở giữa tranh. Giữa đầu thế nào là giữa tranh? Giữa nó phải ra gì ra đây. Đấy, vẽ đi hai cái mắt. Cách nhau một đoạn. Mình muốn này. Hai cuống mắt này. Đấy. Vẽ xuống. Hai cuống. Hai bên. Tiếp theo này, con nhìn bố này. Bây giờ bố sẽ vẽ thân con cua này. Một đường ngang này. Đấy. Đường cong ở phía trên. Rồi, nhìn bố này. Đi xuống dưới này. Hai bên. Tạo thành cái mai con cua. Đấy. Chúng ta bố ở dưới này. Dưới đáy này. Rồi, chúng ta đã vẽ xong phần thân con cua, con nhìn này. Đây là cái miệng con cua nhé. Chúng ta cách điệu cái miệng con cua ở trên lưng này. Đấy. Đấy, cái miệng của con cua nó cười này. Có hai chiếc răng ở bên trong. Nó to thế. Chúng ta vẽ cách điệu, chúng ta không tả thực nhé. Chúng ta vẽ cách điệu cái mồm nó to. Nó cười tét tét này. Đấy. Vẽ răng. Đấy, cố gắng lên. Nhìn bố này, bây giờ nhìn này. Chúng ta sẽ vẽ một cái chân này. Hai cái chân này. Ba cái chân này. Bốn cái chân này, mỗi bên có bốn cái chân. Đấy. Bên đối diện cũng vậy. Mình vẽ đi. Một, đếm đủ bốn cái thì thôi. Hai. Thưa quá rồi. 3, rồi mới vẽ đi. 4. Để đối diện cũng thế nha. Đến bên này cũng thế này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Đấy. Vẽ song song với bên kia. Đấy. 1. Mình vẽ đi. Hai đâu? Hai chân sau bên đấy, chân ngắn đấy con. Chân kia dài đấy kia không mà. Chân bên này nó không ăn nhiều. À được rồi, con cứ vẽ đi. Vẽ nhanh. Nhanh vẽ đủ bốn chân đi. Dụng mất hai chân rồi. Ba. Đây vẽ một chân ở dưới này. Ở cái khe đây này. Đấy đúng không? Chúng ta còn lấy chỗ vẽ cái càng đây nha, con nhìn con, chúng ta còn vẽ cái càng cua này. Càng cua chúng ta vẽ cái càng ở phía trên này. Đấy. Nó như chiếc cờ. Nó như chiếc cờ, cái càng cua ấy. Nó có mấy cái răng ở đây này. Nó có cắp, con mồi này. Con vẽ đi. Đấy, cái càng cua. Con nhìn miệng con cá mập ấy. To ra cũng được. Cua rất to. To ra. Đấy, cái càng của con hơi bị gầy đấy. Càng của con là ăn ít mà. Đây này, nhìn bố này. Sau đó chúng ta lối cái càng này xuống dưới này. Lối vào chỗ cái chân này. Đấy. Bên này cũng có một cái càng nữa. Hai bên hai cái càng cua nhé. Bên này cũng có răng. Bên kia sao bên kia chiếc cờ, bên này là chiếc khác. Nó là cái càng cua ấy, ngoài chiếc cờ.
Sơn vẽ đi. Càng to ra. Nè, vẽ thoáng tay nên con không phải ngại, sai thì không, lần sau chúng ta vẽ lại không sợ. Nó là to ra, nó chỉ có một cái khe ở giữa nhỏ nhỏ thôi. Đấy, quay vào. Đúng rồi. Càng rồi, bạn cũng như chữ U, không sao, con cứ vẽ đi. Đấy, thôi con vẽ răng rồi đấy. Thế con vẫn ra con cua. Nó chỉ hơi khác một chút thôi, không sao cả. Đấy, bây giờ con có thể đi lại nét to cho con cua của con thật đẹp đẹp. Đấy, con vẽ đi. Con ta sửa bằng bút to. Rồi, con cứ sửa đi. Bố sẽ đi lại bằng nét bút to này để cho con cua nó khỏe hơn này. Đấy, bút nhỏ nó hơi mảnh, bố sửa lại bằng bút to nhé. À, cái mắt bố sửa nhá. Vẽ hai cái vòng tròn lại này, xong con chấm vào nó một cái chấm đen ở trong ra hình cái mắt. Đấy, đúng rồi, bạn ấy đã phát hiện ra cái mắt chưa đúng, nó phải sửa lại. Đấy, đấy là cái mắt của hai con cua, hai cái mắt của con cua. Đấy, cái mai con cua này. Con cua này là cách điệu, có cái miệng ở trên lưng. Nhưng thực tế ở ngoài đời là nó không có miệng đấy đâu con nhé. Miệng đấy nó phải ở dưới bụng cơ. Miệng con cua nó ở phía dưới bụng. Ngồi cái sao con cua nó sâu thế? Ừ, để nó tiện ăn mồi ở phía dưới. Chúng ta vẽ thì chúng ta vẽ cách điệu của nó ở phía trên. Không sao cả. Cua nó cắp rất là đau. Các em đã bị cua cắp lần nào chưa con? Rồi gì nhỉ? Chưa. Ừ, lấy cho bé lại chân đi. Nhỏ cũng sợ con cua, bây giờ con cũng sợ. Ừ, nhỏ, con gì con cũng sợ. Lớn rồi thì phải biết đi, đúng không? Đúng rồi, chúng ta sẽ đỡ sợ mọi thứ. Mình thằng này đứng vào nhau nó rồi không sao. Mình sửa cái chân này. Đấy. Chân con cua. Bút này lại sắp đến mực rồi. Đã vẽ tốn mực quá. Đấy, con mới sửa đi nhá, con sửa xong lần xong con cua rồi đấy. Con cua 8 cẳng 2 càng. Tức là có 8 cái chân. 4 con 4 cái chân bằng 8. Và 2 cái càng. Có 1 cái mai, 2 cái mắt. Rõ ràng là con cua. Đúng không? Đấy, bạn ấy sắp sửa xong rồi. Của bố này gần xong rồi đấy. Bạn kem cố đi. Con sợ mất mấy đoạn răng này. Không có gì, chúng ta phải sợ cả. Chúng ta cứ vẽ đi, sai chúng ta sửa. Con không phải sợ cái gì cả. Con sửa rồi, con tự sửa. Ừ, còn cái miệng ở càng bên kia kìa. Tô lốt vào đi. Đấy. Răng nữa. Đúng rồi, cái răng miệng. Rồi, cái mồm của nó ở trên mai cua. Tô lốt vào. Sau đó chúng ta sẽ so sánh nhé. Rồi, bây giờ đưa bố nè. Đây các bạn ơi, các bạn hãy so sánh hình hai con cua nhé. Của bé Kem này, con cua của bé Kem. Một bên chân hơi ngắn vì ăn ít, cho nên là chân bị lệch, phát triển lệch nhé. Còn một bên đây là con cua của bố với Kem. Các bạn hãy chấm điểm cho hai con cua này nhé. Cái chân thì nó bị xa. À, cái chân ở xa cho nên nó ngắn, đúng rồi. Nó hơi phối cảnh một chút. Bạn ấy lý sự là như vậy đấy. Thực tế bạn ấy đã vẽ sai, không cân đối nhé. Nào, bé Kem nó dê nào. Dê. Dê, lần sau chúng ta sẽ vẽ cố gắng hơn nhé. Tạm biệt các bạn đi con. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Tạm biệt.
Các bạn đừng quên bấm đăng ký bên dưới để theo dõi và cập nhật những video bổ ích và thú vị nha. Cảm ơn các bạn.